chào các cô chú và anh chị em. Thì hôm nay Thích Lang Thang mình đi Cần Thơ và có ghé vô một cái quán cà phê 338 chứ. Thì đã gặp được cái một cây dừa rất là ngộ tại phía trước của mình nè, cây dừa 38 đọt. Cái địa điểm ở chỗ này là khu dân cư Hồng Phát, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Mình sẽ lại gần mình review cây dừa này cho mọi người xem nha. Rất là đặc biệt và kỳ lạ, gồm 38 đọt. Đây, ở dưới cây gốc của cây dừa là có mấy cái con trâu, trang trí rất là đẹp. Đây, đây, chủ quán đã có ghi chú thích nè, cây dừa ta của mình 38 đọt. Mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem. Đây là cái gốc. Đó, đây mấy cái đọt của nó nè. Đó, đây cái đọt nó liền da lên luôn. Cái chiều cao heo mình đón chắc cũng cỡ 8-9 mét à. Quá ngộ luôn mọi người. Cái này bị chết đọt nè. Đây nè. Đây có cái đọt nhỏ nữa nè. Tốt trên cao luôn, trên cao nó đọt quá trời nhiều luôn nè. Ôi trên cao nó đọt nhiều quá đó, mọi người thấy không? Mình hồi nãy tính xin chủ quán để hỏi thăm về cây dừa này, nhưng chủ quán đã bận đi công chuyện rồi, không có nhà. Phải có nhà mình hỏi cây dừa này có từ thời nào và bao nhiêu năm rồi. Mấy con trâu dễ thương quá. Ôi ơi, tốt ở dưới đây có cái đọt nữa nè. Đó, lên lá nè mọi người. Cái đọt ngộ quá, đẹp quá đẹp. Cái lá. Mấy cái đọt nó ra nó ngộ quá. Ôi ơi, bên đây nhìn thấy kỹ nè, đọt nhóc nè. Quá vậy thú vị. Thường thường cây dừa lúc trước cũng mình cũng có nghe nói là khoảng cái chừng 9 đọt 8 đọt, cây dừa này tới 38 đọt luôn. Ở trên cao là đọt quá trời nhiều luôn rồi. Ô, ngộ quá. Cao vút trên luôn. Cái chân chỗ này đọt cũng nhiều quá nè. Thú vị thật. Em biết cây dừa này có bao lâu không em? Không biết hả? Ồ. Mấy cái đọt nó ngộ quá. Lần đầu tiên trong đời mới thấy cây dừa mà có cái đọt gì á. Có cái đọt này bự nè mọi người. Cái đọt này lên là bự nhất nè. Còn mấy cái đọt khác là nhỏ. Quá thú vị.